Xin chào thân ái và quyết thắng, chào các bạn trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong series Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Đó sẽ nỗ lực để rất là lớn để mình làm thêm nhiều video mới tiếp theo nha các bạn. Ok, và ngày hôm nay thành thật mà nói rằng chúng ta có một tin không tốt các bạn nha. Là nói chung là cũng không có sự kiện gì mới, mà nói chung là mình đã quên xem quảng cáo rồi. Ok, thì mình chỉ xem được hai quảng cáo trong gọi là 6 cái đợt vừa rồi. Thì mình gọi là không để ý lắm các bạn nha. Buổi tối mình xem xong rồi tự nhiên không, sáng mình tỉnh dậy mình quên luôn các bạn. Thì lúc đó tôi quên hẳn luôn các bạn ạ. Đấy, thành ra là kiểu giống vậy đó các bạn. Nên là chắc chúng ta sẽ không có thể lấy được cái móc ở bên dưới. Mà thực ra thì cũng may là cái sự kiện này là cho bơ hồi sinh các bạn ạ. Nếu không là mình sẽ bị mất chuỗi. Chuỗi của mình hiện tại là không có bỏ sót một cái gọi là Reaper Free trong khả năng nào nha các bạn. Đấy, thì giống như là việc thu arena, xem quảng cáo được trước, hay là mấy cái gọi là bơ, gọi là free, chúng ta có thể có, không có tính mấy cái móc mà kiểu ở xa xa trong sự kiện nha các bạn. Mấy móc đấy thì gọi là quá hên xui rồi. Đấy, nên là cũng hên các bạn nha. Thôi, thành ra chúng ta vui vẻ, lạc quan là chính nha. Rồi giờ bạn nào gọi là muốn xem quảng cáo tiếp thì cứ xem thôi. Ví dụ bây giờ mình không xem lấy móc kia thì mình xem lấy móc này cũng được. Lấy móc này thì lấy 20 off legend này. Còn nếu được lên móc này thì lấy thêm khoảng tầm là 50 off Helric này. Và 15, nhắc tới Helric thì chúng ta đã train xong mảnh của chu rồng này rồi nha các bạn. Là hai Tectonic rồi các bạn ạ. Đấy, thì các bạn đã thấy là mình đã train rất là nhiều nha. Đấy, các bạn thấy là chúng ta không có mấy cái màu đỏ nhiều. Tại vì là mình đã check map đấy các bạn. Check map thì kiểu giống như là chúng ta được train ở việc đầu tiên á, thì chúng ta chỉ việc là xin mảnh đấy rồi cho bất kỳ mảnh nào mà trong nick chúng ta gọi là đang dư ra đấy các bạn. Nên là có là cho vào thôi, chứ không cần là phải kiểu giống như là lấy nick khác để mà xem coi là nick đấy có mảnh đó chưa. Nếu mà chưa thì đổi gọi là chu rồng khác đấy các bạn, hết chưa đấy. Thì nó giống như là vậy. Thay vì gọi là chúng ta mất hai bình nên ta không làm như vậy, thì bây giờ chúng ta không có gọi là mất hai bình mà cũng chỉ mất một bình nhờ sự kiện training happy out. Cho nên là chúng ta gọi là có thể summon dễ hơn nha các bạn. Đấy, nếu không là cũng khoai lắm các bạn. Nếu không thì chưa chắc gì một ngày mình đã làm xong đó các bạn nha. Đấy, còn dư khoảng tầm là 2 ngày, 3 ngày của cái sự kiện training happy out này. Thì mình nghĩ chắc là từ đây đến cuối tháng cũng làm thêm pha nhiệm vụ gì nữa nhờ. Làm thêm pha gì đấy, hay ho đấy. Thì có lẽ chúng ta sẽ nâng sao trước cho chú rồng này đi. Để gọi là dự trù các bạn ạ. Đấy, ta sẽ nâng sao cho chú rồng 2 Tectonic nha các bạn. Đấy, thì nói chung là chú rồng này chúng ta quá quen rồi. Thì chỉ cần lên trên sức mạnh mới chúng ta sẽ có thể là review tiếp nha các bạn. Còn lại thì chúng ta cứ đánh mấy chú rồng như là rồng thợ săn nè, hay tiểu phu nè, tiểu phu với lại nanh ma vương, và thêm chú rồng Helric thôi các bạn ạ. Các bạn nhớ lấy được rồi. Đây các bạn. Đó, Helric ơi, đây thiên sứ. Thì cứ vậy thôi các bạn ạ. Cứ vậy thôi. Rồi thế là mình sẽ nâng sao cho chú rồng hai Tectonic nhau. Mình nâng nhau. Đấy thì chúng ta sẽ đấy còn 810 thì dư sức chúng ta gọi là dư 10 mảnh để mà nâng lên 5 sao nha các bạn. Phải chờ là 4 ngày 8 tiếng thì tới cái lúc đấy nếu mà có sự kiện ấy thì mình sẽ xem là lượng game mình giảm được bao nhiêu, rồi mình có tính skip không, chứ giờ game của mình cũng gọi là khá là thấp rồi các bạn ạ. Đấy, này thì oai, không có sự kiện arena nữa. Thì hôm nay chúng ta đánh arena gọi là rank 3 nè. Đấy, xem có gặp sơ lầm tuổi trẻ nào không nha các bạn. Wow, đây thì nói chung là mình sẽ giải thích các bạn thêm về cái cơ chế là cái speed sau gọi là một cái khoảng thời gian mà game cũng kiểu là cho chúng ta trải nghiệm. Thì nhiều bạn ta tự nhiên không mất speed thì cũng không biết các bạn. Nói chung là kiểu có khả năng là có rồi lại mất, rồi sau lại có lại, để nhà phát hành ta chỉnh sửa thêm. Uầy, chú rồng này speed cao hơn mình nè, 980 à, không, bằng speed của mình. Vậy là random bằng speed thì kiểu mà random có thể là mình đánh trước hoặc đối phương đánh trước đấy. Vậy nha các bạn. Đó, rồi ok. Thì các bạn có thể thấy, wow, đấy các bạn thấy là cái dấu speed thì mình được
dấu của mình là ba dấu màu xanh đấy các bạn. Thì tính ra là nhà phát hành cho chúng ta xếp xe buýt là cao nhất trong team. Rồi đến thứ nhì là chu rồng bua có hai dấu này các bạn. Đấy, đứng thứ ba là chu rồng lửa có một dấu nè, màu xanh là kiểu là xếp hạng cao nha. Đó, còn màu đỏ là bắt đầu xếp hạng thấp dần nha các bạn. Thấp dần thì một ấn đỏ thì sẽ là xếp hạng tư, hai ấn đỏ thì sẽ gọi là xếp hạng thứ năm, và ba ấn đỏ thì sẽ là thứ sáu nha các bạn. Nhưng ở đây thì thấy là sao đây? À đây, chu rồng chúng ta có một ấn đỏ là tốc độ thứ tư thôi các bạn ạ. Ok nào. Đánh đi nào. Cái gì đây? Ui dồi, rồi. Mình sẽ đánh chu rồng bên đây nha. Đánh một phát này, đó. Ok, chu rồng này là Julian đó. Kratos nè. Kratos đây với cái điểm là 928. 928 nha các bạn. Lấy nào, đánh nào, đó. Ok, rồi, tiếp tục nè. Bây giờ mình sẽ cho đánh tiếp nha. Ok, và chúng ta chỉ còn lại một chút mình chú rồng Boulder thôi. Boulder thì sẽ xài skill nắm đấm thép các bạn ạ. Ủa khoan. Rồi, xong. Ui giời ơi, sai lầm luôn mới vô trận đầu. Có ngay sai lầm cầm tay các bạn ạ. Thôi ơi, mất một chu rồng level 70, giờ có leo tiếp được 5 trận còn lại không ta? Đó cũng là một câu hỏi đấy các bạn ạ. Ui, may quá, còn một chu rồng level 70 đây nè. Ồ, cũng được các bạn ạ. Để mình xem thử là như thế nào. Ok, và chúng ta sẽ trưởng chu rồng một cái nè. Rồi, đây thì các bạn thấy là chu rồng cao speed nhất trong team là chu rồng Hexer nè, có 3 dấu nè. Thứ nhì là chú rồng này có hai dấu là 978. Thứ ba là chú rồng này có một dấu màu xanh lên nha các bạn, thì là 973. Bên kia đứng thứ tư nha các bạn, đứng tư trong team, còn đứng thứ nhất bên team bên kia tại vì là có một dấu thì thành ra là hạng thứ tư. Nhưng mà xét về team bên kia sẽ là chú rồng có xe buýt cao nhất. Đấy, ok, thì chú rồng này xếp thứ hai nè, có hai dấu xuống là do tính nguyên team đấy các bạn ạ. Đây thì có ba dấu là do tính gọi là hết cả 6 chu rồng nên kiểu là ba dấu. Còn nếu mà chỉ tính gọi là bên phía bên kia thôi nha các bạn, thì cứ tính đây là nhất nè, nhì nè, ba nè. Đấy, còn nếu mà tính nguyên team thì sẽ là 4 nè, 5 nè, 6 nè. Đấy, thì đó là cái ý nghĩa của cái gọi là cái tốc độ này nha các bạn, để cho mọi người không cần bực vào xem mà vẫn biết được thứ tự của những chu rồng như thế nào, rồi tốc độ ra sao nha các bạn. Thì kiểu vậy đó các bạn. Đấy, cái chi tiết này thì ngày đầu mình không có để ý nha các bạn. Ngày đầu là mình chưa có gọi là giải mã cái cơ chế này được. Nhưng bây giờ thì chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm hơn rồi. Chỉ có một vài pha ảo là mình vẫn chưa biết được thôi các bạn ạ. Vài pha nó khá là ảo luôn. Ví dụ như là pha gọi là Lieutenant đánh hai lần. Đấy, thì mình sẽ thử tái diễn lại cái cảnh đấy nha các bạn, xem là có giống như là cái suy đoán của mình hay không nha. Ok, chúng ta sẽ tái diễn lại bằng cách nào đây? Chúng ta sẽ cho một chu rồng có gọi là lượng speed thấp đánh một chu rồng có lượng speed cao, rồi sau đó hạ gục một chu rồng có lượng speed, nói chung là theo đấy, để chu rồng tiếp theo có lượng speed cao đánh mình và mình sẽ chuyển sang chu rồng có lượng speed cao hơn để đánh chu rồng đó, xem chúng ta có được đánh Assassin luôn nha. Thì kiểu là mình tái diễn lại cái trường hợp như vậy đấy các bạn. Ok, nói thì khá là dông dài nhưng mà chúng ta sẽ tái diễn nó như thế này nè các bạn ạ. Mình sẽ cần một chu rồng có lượng speed thấp nhưng mà không có phải là quá yếu. Đây, chu rồng này đi. Có speed cao hơn chu rồng này, bây giờ hai chu rồng Helric như nhau. Thì chắc là cũng thôi rồi. Đây thì thôi, kệ đi các bạn. Đây chúng ta sẽ gọi là tìm một chu rồng khác đi. Đó. Đây, cái trường hợp này thì chắc là chúng ta có khả năng này. Nhưng mà chú rồng này không có bờ hồi sinh, biết là ta có câu kéo được tới cái khoảnh khắc đấy không nhỉ? Ôi, skip đi các bạn, nhìn nguy hiểm quá. Thêm pha sai lầm tuổi trẻ luôn. Ui, chú rồng này có hồi sinh đây. Trời ơi, giờ sao đây? Đánh luôn chứ mình nghĩ là bên kia không có bờ hồi sinh, chắc mình vẫn có đường ăn được các bạn ạ. Ơi, bằng nhau nhưng mà chúng ta được đánh trước nè. Đấy, thì cái khi mà hai chú rồng bằng nhau là
random giống trước nha các bạn, random thôi. Trưởng nè, nhưng mà mình đánh trưởng trước. Rồi chú bên kia không có biết sẽ kêu hấp huyết. Vì đang run world nên ưu tiên đánh world các bạn ạ. Rồi rồi, ok thì các bạn nhìn thấy ở trong cái pha này nè. Pha này nha. Thì chú rồng của mình xếp hạng chú rồng đây nè, chú rồng hai gọi là keeper ở gì ấy. Khoan, sao chú rồng thấy khoan. Mình có bị gọi là deja vu nhỉ? Ờ, chắc không có gì đâu. Thì các bạn thấy chú rồng bên đây gọi là có 660 điểm tốc độ này các bạn. Chú rồng bên đây là có 800 rồi, chú rồng này là 900. Chú rồng nào cũng cao hơn chú rồng này, kiểu chú rồng này là xếp cuối đó các bạn. Thì có ba cái dấu màu đỏ chỉ xuống. Bây giờ mình cho chú rồng này chấm dứt bên kia nha, chấm dứt chú rồng bên đây. Thì một trong hai chú rồng này ra thì vẫn đánh trước chú rồng mình nha. Đó. Nào, đánh đi, đánh tôi đi. Đó, ok. Rồi, và bây giờ mình sẽ thử cho một chú rồng có speed cao hơn chú rồng này vào đánh để xem có được Exciter không nha các bạn. Đây, cho chú rồng này vào đánh nè. Đấy, thay vì mình cho chú rồng này đánh thì kiểu gì chú rồng kia cũng đánh lại. Bây giờ mình cho chú rồng này tình yêu với cái điểm speed cao hơn chú rồng bên đây. Thì mình đánh xem có được Exciter không nha. Đánh đi. Ôi. Trời ơi, không ngờ chúng ta gọi là đã kiểu là có một cái gọi là giải đáp rồi các bạn ạ. Đây là lý do tại sao ngày hôm qua chú rồng lớn tinh nợt lại được đánh Exciter các bạn ạ. Đấy, các bạn có thể thấy là đây không biết có phải là một cái bất không hay là một cái gì đấy, nói chung là chưa hoàn thiện không. Nhưng mà các bạn có thể thấy là khi nãy là chú rồng có lượng speed thấp của mình đánh chú rồng bên kia gọi là bay màu đấy các bạn. Thì khi mà xét lại cái lượng speed một chú rồng khác cao hơn speed ra đánh chú rồng này của mình, thì mình lấy một chú rồng có speed cao hơn chú rồng đối thủ ra lại được đánh tới hai lượt các bạn ạ. Wow, trời ơi, phát hiện gọi là thú vị các bạn. Đây thì nói chung là cũng có thể chúng ta sẽ cho nó vào một cái cơ chế hiện tại nha các bạn. Bởi vì cũng chưa biết là có phải đúng hay không, nhưng mà nhiều bạn cũng đã phát hiện ra cơ chế này rồi. Đấy, mình thì tái diện lại theo cái suy nghĩ của mình, và cũng như là ôi, may quá, xém nữa là sai lầm tuổi trẻ rồi, đáng lẽ phải sai sẽ kêu hấp huyết các bạn ạ. Ôi, quá nguy hiểm đi. Đấy, thì với cái này chúng ta có thể áp dụng khi mà một chú rồng nào đó có lượng sẽ bít thấp của chúng ta đánh một chú rồng bên kia bay mọc, và một chú rồng có speed cao hơn đánh chú rồng của mình, thì mình chỉ cần nhìn xem trong team có chú rồng nào có lượng speed cao hơn chú rồng đó không, cho chú rồng đó ra đánh là được Exciter, là lời một tên rồi, lời được một đòn đánh rồi. Thay vì mình cho chú rồng của mình đánh tiếp là chúng ta đâu có được lời một tên đâu, phải không các bạn? Đấy, thì mình nghĩ có lẽ cái này cũng có thể là áp dụng được. Ok, mình sẽ ví dụ lại lần nữa nha, để làm lại lần nữa xem cho nó thuyết phục các bạn ạ. Rồi ok, mình nghĩ là người ta sẽ làm lại thử một chú rồng khác xem, một chú rồng ở dưới xem là người ta có được Exciter không nha các bạn. Đấy, cũng là một cái phát hiện nó khá là thú vị các bạn ạ. Vậy thì tập ngày hôm nay sẽ là phát hiện thú vị, rồi nâng cho hai Titanic lên 4 sao nha các bạn. Ok, thì mình nghĩ là chú rồng bên kia không bay màu đâu, chắc là không bay màu đâu. Ok, được đó, chúng ta sẽ cho chú rồng này ra. Nhưng mà chú rồng này thì cái lượng speed đứng vị trí là thứ 5, có nghĩa là kế cuối thôi. Nếu mà chú rồng này ra thì vẫn bị mình đánh như thường, nhưng mà mình nghĩ là chắc sẽ chọn chú rồng này ra nè. Đấy, chọn khôn đi, chọn kia là ra bị mình đánh đó. Ok, đúng là bên kia chọn khôn các bạn ạ. Đó, vừa có gọi là vừa có đánh chí mạng mà vừa gọi là đánh trước, thì tại sao không cho ra vậy các bạn? Ok, thì chú rồng này có 837, thì tất nhiên là chú rồng là thuộc lĩnh clan 8 của mình sẽ có lượng speed cao hơn rồi. Xem ta có được đánh Exciter nha các bạn. Một tên đầu nè. Thì đó, Exciter nếu các bạn là được đánh thêm một lượt nữa. Thì mình gọi là như vậy thôi, gọi Exciter thôi, chứ mà thật ra là được đánh hai lượt không có hiện Exciter gì nha các bạn. Ok, thì bây giờ chúng ta được đánh thêm một lượt là tổng cộng đánh hai lượt nha. Ui, và mình đánh bại chú rồng này nha. Thì lại set cái gọi là cái tốc độ của chú rồng đến sau mà mình lại cao tốc độ hơn, thì mình lại được đánh trước. Mình đánh 3 lần liên tục nè. Wow. Ok, hay là chúng ta đã phát hiện ra một cái cơ chế
nó khá là thú vị ở trong cái cơ chế đánh gọi là tốc độ hiện tại nha. Các bạn có thể là dựa vào cái cơ chế này để mà chúng ta gọi là kiểu spam thêm một turn nữa. Ví dụ như là khi chú rồng bên kia gạch bay màu rồi, các bạn cho một chú rồng khác có cái lượng speed thấp hơn để mà đánh chú rồng gọi là bên kia đối thủ, thì mặc định nha các bạn, mặc định nếu đối thủ gọi là không, nếu đối thủ thấp cái lượng tốc độ hơn các bạn thì đối thủ cũng không được đánh trước, là mình vẫn có thêm một turn. Mà nếu đối thủ được đánh trước thì mình lấy chú rồng gọi là cao turn, cao gọi là tốc độ ra đánh chú rồng bên kia là mình lại có thêm một turn. Là kiểu gì chúng ta chỉ cần có một chú rồng gọi là có áp chục cái gọi là tốc độ cao thì thế nào cũng lời một turn này các bạn. Đấy, đây là chúng ta gọi là đây là chúng ta gọi là có một cái bí thuật khá là hay rồi không, có một cái phát hiện rất là hay rồi không. Ok, thì không biết là với cái này gọi là đi chơi cho ai, chứ gặp mấy đối thủ gọi là siêu sức mạnh thì không biết là có áp dụng được nhiều không. Tại vì nếu mà siêu sức mạnh, ốc quá. Nhưng mà siêu sức mạnh ở đây thì những chú rồng Helric VIP cũng đâu có tốc độ bằng chúng ta đâu không. Mình thì chưa có biết, nhưng mà mấy chú rồng Helric thường thì tốc độ không bằng. Helric VIP có thể nào lại tốc độ cao hơn những chú rồng Helric thường nhỉ? Nhưng mà cái hạn chế tốc độ của chú rồng Helric để mà giảm cái sự bá đạo của chú rồng này mà, thì chắc là không có chuyện đó đâu. Đúng rồi, chú rồng ta có coi được cái speed của mấy chú rồng Helric không có cao bằng mấy chú rồng Legend như thế này nha các bạn. Thì chúng ta lại ngon ui nhẹp. Đấy, thì sau chuỗi video gọi là cơ chế speed và video phát hiện gọi là mới cho speed và hoàn thiện cái cơ chế này, thì có lẽ mình sẽ gọi là có những cái lập luận để thống nhất lại luôn nha. Để nhiều bạn mà bạn nào chúng ta chưa có gọi là rõ thì mình sẽ giải thích về cái cơ chế này, về cái mặt lý thuyết mà mình nắm vững trong cái thời điểm hiện tại nha, nắm đầy đủ trong thời điểm hiện tại của mình. Còn cái gì nó ẩn khuất trong đó không thì mình chưa có biết nha các bạn. Ở đây, chú rồng này thì thế nào mấy chú rồng kia cũng ra đánh trước mình một cái. Đánh đi. Đó, ok rồi. Ok, chú rồng này là có lượng speed cao đứng thứ gọi là thứ, các bạn thấy không, có hai dấu mũi tên xuống là đứng thứ năm nè. Thì bây giờ mình cho chú rồng gọi là cành đứng thứ tư thôi, là hơn thứ năm, thì mình sẽ đánh một cái rồi đánh thêm cái nữa. Ui giời ơi, ui dễ thế luôn á. Rồi chú rồng này đánh xong chú rồng này nha, rồi chú rồng này ra đánh chú rồng của mình nè, nó đánh chú rồng của mình nha. Đấy, thì chú rồng này đánh mình là bị mình đánh hai cái thôi. Đấy, ok. Có một cái sự khác biệt ở đây, rằng nếu như có bạn nói rằng ví dụ như là tại sao mình kiểu mình suy nghĩ nha, tại sao mình không để cho chú rồng anh chiến binh anh tình yêu á ra đánh hẳn luôn chú rồng bên kia đi, thì kiểu là đỡ phải thế nào đó các bạn, như là ra đánh hẳn luôn đi, thì lúc kiểu gì mình không được đánh trước gọi là một tên của các bạn. Nhưng cái này khác nha, cái này có một cái nó khác như thế này để các bạn. Ví dụ nha, khi nãy cái tên đấy là do mình cho Nanh Tình Yêu ra đánh chú rồng bên kia, thì kiểu là khi mà mình đánh chú rồng bên kia là cái sát thương của mình nha, đánh vào cái chú rồng tiếp theo á, chỉ có một tên thôi, là tên đầu thôi, là bị chú rồng tiếp theo đánh trả lại mình rồi. Còn ví dụ như mình để cho chú rồng yếu hơn á, chú rồng có speed thấp hơn á, đánh chú rồng đấy, thì chưa kể cái lượng đam mà chúng ta gọi là tiết kiệm được nhiều nha. Ví dụ như là đam của hai chú rồng này thì chú rồng này cao hơn nè, nếu cho chú rồng đánh thì mình được hai tên chú rồng này và một chú rồng, thì nó sẽ tiết kiệm, kiểu là nó sẽ hơn so với lại cái đam mà mình đánh vào một chú rồng còn miếng máu, phải không các bạn. Đấy, chưa kể cái điều đấy, mà hơn nữa chúng ta còn được đỡ việc là bị chú rồng này đánh vào người mình, là được cho chú rồng này đỡ máu cho mình một lần đấy các bạn. Đấy, nên nó khác nha các bạn, nó khác ở cái chỗ đấy, là mình có thể xài đấy. Ví dụ bây giờ mình đánh hấp huyết một phát đó, rồi ui khoan, sao mà chúng ta gọi là chúng ta đang nói nhiều mà có chuyện gì xảy ra vậy? Ủa mình, vậy là mình đã lấy tên nó chưa, hay là mình do dự quá nên nó không cho mình accept tên rồi nhỉ? Uầy, đây thì nói chung là đúng là tại chú rồng này là 980, chú rồng 980 là chúng ta ngang bằng tên nên không có đấy. Hèn gì các bạn, mặc dù xếp như vậy mà chúng ta ngang bằng tên, các bạn chú ý cái này nữa nha. Chú ý cái điểm này, nếu mà có cái sự ngang bằng cái speed thì random một trong hai,
nên chắc là cái trick này, cái gọi là cái mẹo này chúng ta lại không có ứng dụng được vào trong đây. Nhưng không sao, nói chung là trên thực tế là chúng ta có thể là kiểu giống vậy đó các bạn. Ồ, được đánh trước rồi nè. Ôi, được đánh thêm một lượt rồi nè. Ôi, vậy đừng có nói là cứ chung cái này thì lại có cơ hội được cướp tôn nha các bạn. Cứ chung cái này kiểu là hai bên đánh qua đánh lại, đánh qua đánh lại. Cái này là một cái điều mà nó khá là gì đấy nha các bạn. Nó khá là diễn, cái tên này là cái tên bù lại cho mình khi nãy nhờ. Chứ mà nếu mà về mặt lý thuyết cùng cái gọi là cái tên này thì có khác gì mà một cao một khắp thì cũng đâu có cướp tên được đâu nữa các bạn. Ui dồi, đấy lại thấy cái sự rắc rối chưa các bạn. Thôi rồi, thôi cái đó là cái chuyện hy hữu thôi. Cái chuyện mà hai chú rồng bằng với sẽ bít nhau rồi kiểu đấy thì chắc là... Ôi trời ơi, các bạn thấy gì chưa các bạn? Sao gọi là mình cho một chú rồng có cái speed thấp đi ra đánh một cái mà chú rồng bên kia đánh mình hai cái các bạn nhá. Chắc là xét về speed là cao hơn mình là được đánh một lần, rồi thêm cái lượt đánh trả nữa là đánh trả hai lần. Ui, lại có thêm cơ chế ẩn nữa. Ui, lại ui. Đấy thì cái này là do cái speed thấp hơn. Ui, cái này là do cái điểm này. Ui, xém nữa bị chú rồng bên kia mà crit thêm một lần nữa là sai lầm tuổi trẻ luôn các bạn ạ. Ờ thì như các bạn thấy là cái pha này không biết là giải thích cho các bạn sao, nhưng mà mình sẽ giải thích như thế này nha các bạn. Đó là khi mà chú rồng của mình là bị bay màu đấy các bạn, lúc mình chọn ra theo thói quen mình chưa có gọi là kịp để ý đấy, mình cho chú rồng có cái speed thấp vào là thành ra bị chú rồng kia đánh trước thêm một cái turn nữa nè. Rồi mình lại cho một chú rồng có speed ngang bằng vào thì kiểu mà hai bên lại giằng co nhau và bên đây hên, đây là đánh mình trước một cái nữa. Đấy thì mình còn đúng một miếng máu luôn, nếu mà chú rồng kia đánh thêm một phát nữa là sai lầm tuổi trẻ luôn á. Tôi gọi là dùng cái sai lầm tuổi trẻ này để rút ra nhiều cái gọi là cái cơ chế mới của các bạn. Ok, thì nãy giờ nói chung khá là loạn luôn các bạn ạ. Khá là loạn luôn, mình cứ nghĩ là mình đào được một cái phát hiện thú mới thú vị rồi. Ai ngờ là thêm một cái nữa các bạn. Thêm một cái nữa là kiểu chú rồng đó đánh mình tới hai lần các bạn ạ. Đánh mình tới hai lần. Cái gì thiệt chứ. Ôi, giờ lấy rồng đâu rồi đánh với chú rồng kia bây giờ. Đây chỉ còn lại thoi thóp, chỉ còn lại thêm chú rồng 70 và chú rồng gió tiên sinh thôi. Ok, để mình gọi là sao chuỗi lại những gì vừa xảy ra đây các bạn ạ. Đó là mình thấy chú rồng kia đánh mình tới hai lần. Là khi đấy nha, là do mình lấy một chú rồng có cái lượng speed thấp hơn chú rồng đó vào đánh chú rồng đó, thì bị chú rồng đó đánh mình hai lần. Thì có lẽ là do mình đã đổi rồng mà rồng nó có cái lượt đam, cái lượt tốc độ thấp hơn, nên mình bị phản đam tới hai lần các bạn ạ. Có thể là như vậy. Chắc là như vậy rồi. Đúng rồi, chắc là như vậy các bạn ạ. Là cái tên này nó nhiều khi nó tính theo vòng luôn ý. Rồi để xác minh cho điều này thì mình sẽ gọi là test thử lại cho các bạn xem là như thế nào nha. Cái chích mà chú rồng thấp hơn gọi là đánh rồi bị đánh, rồi sau đó chú rồng có cái speed cao hơn đánh hai lần thì mình đã làm cho các bạn xem rồi. Bây giờ mình sẽ test thử lại cái chích kia, chích mà vừa rồi nha. Cái gọi là cái ẩn vừa rồi mà mình mới phát hiện ra ấy. Đây, ví dụ như chú rồng này có cái lượng speed là, nói chung là đứng thứ tư nè, chú rồng này là đứng thứ chót nè các bạn. Speed chú rồng đứng thứ chót nè, mình cho chú rồng này ra đánh chú rồng bên kia nha, đánh chú rồng bên kia xem chú rồng kia có đánh mình hai lần không nha. Nếu đánh mình hai lần thì chúng ta là biết rồi đó. Đánh đi, một lần, hai lần, rồi mọi chuyện đã sáng tỏ các bạn nha. Các bạn có thể thấy là vì mình đang đánh với chú rồng bên kia, mặc dù mình đang có tên nha, mặc dù mình đang có tên của gọi là chú rồng đang gọi là bên đây nè, là chú rồng năng tình yêu nè, nhưng mà nếu mình chuyển sang một chú rồng gọi là có cái lượng máu, kiểu là có cái lượng tốc độ thấp hơn mà đánh với một chú rồng cao hơn á, thì chú rồng cao hơn sẽ được gọi là spam thêm một tên nữa, là đánh hai tên. Cái này các bạn cũng chú ý nha. Đấy, để gọi là trường hợp mà chúng ta mà cho chú rồng speed thấp hơn mà ra đánh chú rồng cao hơn, mà kiểu mà đánh là phải đánh bay màu nha các bạn. Đánh mà không bay màu là bị chú rồng kia vả cho hai phát đấy các bạn ạ. Đấy, nên trường hợp mà các bạn cho gió tiên sinh ra đánh chú rồng có speed cao hơn mình thì đánh là phải chắc vào là phải đánh là bay màu chú rồng bên kia.
thì để chúng ta gọi là còn có thêm cái chích là tôi đánh hai lần nữa, chứ còn không là bị vô trong cái đánh hai lần là coi như là rất là nguy hiểm đấy các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ test thử thêm một cái nữa là ví dụ nha, là chú rồng bên kia là chú rồng ngày này nè đã bị đánh hai lần rồi, thì bây giờ mình lại chuyển sang chú rồng có tên cao nhé các bạn, có cái lượt đánh cao hơn, thì liệu mình có được đánh hai lần không? Đấy, thì bây giờ muốn biết được cái hỏi này mình phải đánh làm sao cho chú rồng kia không bị bay màu nha. Rồi bây giờ mình đánh chiêu này chắc là không bị đâu. Ok, được đánh tiếp các bạn nha, được đánh tiếp. Ok, chúng ta đã thấy cái gì đấy gọi là có bắt đầu là có cái gì đấy nó gọi là nó tỏa ra gần, nó sáng lên với các bạn. Thì khi mà chú rồng của chúng ta là chú rồng thấp giai bị đánh hai lần rồi, chúng ta gỡ gạc lại bằng cách là cho một chú rồng cao giai cái gọi là tốc độ vào để mình được đánh hai lần, mình gỡ lại cái lần đấy. Ui giời ơi, nó sẽ là một cái vòng lặp các bạn, nó kiểu kiểu vậy. Ui vậy thì chúng ta rồi có thể là tự kích cái, giống như là chúng ta có thể tự mình kích cái lượng là đánh hai lần của chú rồng của chúng ta luôn các bạn ạ. Ui nhưng mà cái hai lần tự mình kích này thì nó hơi là đấy nha các bạn. Đây mình sẽ thử gọi là thử kích lại nha các bạn, thử kích lại xem nè. Nhưng mà bị vô rồng chưởng hai phát chắc là rồng đại long của mình bay màu luôn quá. Thôi chắc hơi hơi nguy hiểm các bạn ạ. Không sao, vì sự nghiệp. Ấy, vì sự nghiệp. Đấy, chú rồng kia sẽ đánh mình hai phát. Đó, đó thấy không? Do chú rồng đại long của mình là thấp sẽ bích hơn mà đi ra đánh chú rồng kia bị chú rồng kia vả hai phát. Thì bây giờ mình không nên cây cú mà gọi là đánh lại bằng chú rồng đại long, mà thông minh gọi là chúng ta gỡ gạc lại, thì chúng ta cho chú rồng này ra, vì chúng ta đã kích cái tên của chú rồng này ra được để được có được hai tên đấy các bạn, gọi là kích tên đấy. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là chúng ta muốn lời cái tên này thì đừng có phải không phải là trong vòng gọi là một tên đánh bại chú rồng này, nếu không sẽ mất đi cái tên mình vừa kích khi nãy, mình nghĩ là như vậy các bạn. Nên là chúng ta sẽ xài kiểu là hai skill, nên tại vì cái này dù sao cũng hai skill mới bay màu mà, thì mình sẽ thử cái trường hợp kích tên nha. Đấy, mình sẽ có hai tên này đó. Ok, bây giờ so sánh chú rồng này là hên xui nha, hên xui ai đến trước, binh đến trước. Ok, vậy thì mình sẽ đánh chú rồng bên kia luôn, không biết chú rồng bên kia có được đánh tên hai lần không nhỉ. Một. Ok, mình nghĩ là chú rồng bên kia không được đánh tên hai lần là vì cái lượt kích thứ hai chú rồng đó cũng xét với lại cái speed của mình chắc là cũng không có gọi là kiểu mà qua lại mà lại không hơn các bạn. Đấy thì mình nghĩ là như vậy. Ôi trời ơi, cái cơ chế gọi là speed này đã đến lúc chúng ta gọi là đi sâu vào nó rồi các bạn ạ. Là mình có thể tự kích tên cho một chú rồng gọi là có tốc độ của mình. Ôi ôi, nếu vậy là chúng ta có thể thử sử dụng chú rồng gọi là thấp giai đúng không nhỉ, thấp giai để mà kích một tên gọi là tên kiểu mà tên bỏ đấy các bạn. Nó sẽ là như thế này, để mình thử thử xem nha các bạn, chung là phải thử thôi. Ui rồi đây, ví dụ là mình sẽ vào đây để mình thử đi. Một chú rồng thấp giai nha, thấp giai thì cho là cấp cấp C đi, cấp C đi. Ok, đây một chú rồng thấp giai nha, và một chú rồng cao giai là chú rồng này này đó, chú rồng tiều phu là cao giai này các bạn. Nhưng mà điều kiện là tiều phu chúng ta gọi là, để xem kích tên nào, coi có tức kích tên được không nha các bạn. Nào vô đi vô đi. Ok vô rồi nè các bạn ạ. Đó, nhưng mà chú rồng này không biết là bị một cái đánh của mình có bị bay màu nha, chắc là không đâu. Đây mình sẽ thử kích tên bằng chú rồng này xem có được không nha các bạn. Đó, mình cũng sẽ để rồng này đánh. Vậy là không được rồi, tại vì chú rồng kia đánh xong chú rồng thấp giai của mình mà đánh được một lần rồi. Đấy, đánh được một lần là đã gọi là phải kia rồi, nên chắc là không kích tên được các bạn. Vì mình chuyển sang chú rồng này thì chú rồng kia, ui hai chú rồng này có lượng speed cao chúng ta luôn nè, thì gọi là đã bị mình phá hỏng rồi các bạn ạ. Như thế mình xem là mình có được đánh hai lần không nha. Kích tên. Ui không được, vậy phải chú rồng bên kia đánh hai lần thì mình mới kích được cái tên của mình các bạn ạ. Chú rồng này, kìa chú rồng này có cái bạn chúng ta,
Vậy vậy sao chúng ta lại thể hiện là xếp hạng tư nè? Quá. Cái này gọi là tốc độ lỗi à? Cái này xếp tốc độ lỗi rồi. Chỗ đầu này đang 825 mà gọi là xếp hạng nhì mà không đánh đánh chúng ta xếp hạng tư mà chúng ta gọi là cao tốc độ hơn mà. Quá. Cái này thì mình có suy đoán là nhiều khi á là thực ra trong đây á là các bạn biết sao không? Tại vì là giới hạn cấp độ 40 á, cho nên là thực tế là châu rồng này của cái người bạn sở hữu này á là đã lên cấp 70 rồi. Đấy thì cái tốc độ thực tế là cao hơn mình nhưng mà vào đây bị bóp cái cấp độ lại các bạn. Nên là mặc dù cái hiển thị theo góc ở bên ngoài nhưng mà vào đây á là cái tốc độ bị bóp lại rồi, cho nên là chúng ta vẫn được đến trước vì chúng ta cao cái tốc độ hơn. Còn nếu thực tế mà trong gọi là arena không bị bóp cấp từ 70 xuống 40 đó thì chú rồng này là hạng nhì được đánh trước. Đấy các bạn thấy cái giải thích của mình nó có hợp lý không? Bây giờ mình nghĩ là chắc cũng Ok, chú rồng này cũng vậy nè. Trên thực tế chú rồng này có lượng xếp bích cao đấy các bạn ạ. À. Cao hơn chúng ta là chắc rồi. Có thể là cao hơn chú rồng này luôn. Lát mình ra đo nha. Ra đo xem Greedy Vampire và chú rồng này. À không, Greedy Vampire của mình trên thực tế là mình đã được tính thực tế rồi. Bên đây mình tính thực tế rồi, còn bên đây là tính chưa thực tế. Tại vì bị bóp lại đấy các bạn. Rồi đấy. Ok, thì thôi. Ở trong đây bị bóp lại thì mình xin nhá. Ui, ui, gì đấy? Được, chơi, thích thì chơi, thích thì chơi. Ừ, thích thì chơi. Thích thì chơi, đấy, thích thì chơi. Không ngán, thích thì chơi. Đấy, gọi là chán thì dừng mà gọi là đấy, ok. Mập mờ thôi thì ngừng thôi, chán thì dừng. Đó, thích thì chơi thôi. Đấy, chứ rồi kia là level 70 thì chắc là hết gáy các bạn ạ. Ok các bạn gọi là thấy những cái gọi là rất rất là nó nói chung là cái cơ chế này nó có những cái điều cơ bản và có những cái điều nó gọi là nâng cao đi, mình gọi là cơ bản và nâng cao đi, thì mình sẽ giải thích cái combo cơ bản và giải thích cái combo nâng cao mà mình vừa phát hiện ra lúc nãy từ nãy tới giờ nha. Nhưng mà có lẽ là chúng ta sẽ không áp dụng được ở trong đây rồi, trong đây language nó chỉ số của nó là nó bị bóp ở ngoài bóp trong đấy các bạn. Nên là cái language các bạn cứ đánh bình thường thôi. Mình nghĩ là language thì chứa các đội hình mạnh là auto qua chứ không có phải là kiểu như là kia lắm đâu. Nên là chúng ta lấy cái đấu trường arena làm cái đấu trường xe buýt mà kiểu giống như là chuẩn nha. Đấy, cho chú rồng thiên sứ đánh một phát nè. Ok, rồi. Chú rồng trong đây thì cũng không cần nói rồi. Rất là nhỏ bé các bạn nha. Thiên sứ, đại thiên sứ H5 vô rồi. Ok, mình sẽ cho đại thiên sứ ra ở chỗ này mà chúng ta có cần giữ cái kia lại làm gì không nhỉ? Ok, hết cái sự kiện kia rồi nhỉ. Ở cái này lấy bữa giờ mình cũng không tập trung vào lấy cái huy hiệu lắm các bạn ạ. À, tại không biết sao nhưng mà thôi chắc là cũng được rồi. Ok, mình sẽ gọi là cho cây lên này. Ok, và chắc chúng ta sẽ mượn một cái trận trong trận đấu này 38 giây nữa để mình sẽ gọi là sâu chuỗi lại cái công thức về cái cơ chế này ở mức hoàn thiện cơ bản của mình để gọi là chuyển đến các bạn nha. Ta-da, giờ đánh trong đây rồi, đánh gọi là cày luyện đi. Ta gọi là nếu mà chúng ta có sức mạnh tuyệt đối rồi thì chắc cũng không cần là phải quan tâm nhiều lắm đâu. Ok, nếu mà rồng chúng ta có sức mạnh đó rồi cũng không gọi là kia, cũng áp dụng những cái gọi là đánh bình thường đó. Đó, rồi thích thì gọi là chơi thôi đó. Đấy. Rồi, chỗ này đánh thử nè. Cái lượng xe buýt là thấp hơn không? Thấp hơn rồi, bị rồng kia đánh 2 lần thôi. Ui, ui. Ui, rồi đánh 1 lần rồi, đó đánh 2 lần rồi. Đấy, chữ đêm phát nữa đó, có thấy không? Đó, trời ơi. Thì do là mình đã nắm nắm cái cơ chế là như vậy rồi, nên là biết chú rồng đó đánh 2 lần thì chúng ta có cách là chúng ta không lấy chú rồng kia ra đánh hoặc
là nếu lấy chú rồng này ra đánh thì phải đánh làm sao đó cho chú rồng gọi là Blood God bay màu. Đấy, cái quan trọng ở đây á, là cái mỗi lần là khi mà hiện tại nha, hiện tại là xong mỗi lần mà chúng ta đánh bại một đối thủ thì cái lực xe buýt nó sẽ được reset lại để mà tính theo vòng. Nên là mấy cái chiến thuật mà nâng cao á, thì chỉ áp dụng cho những chú rồng mà đang máu trâu hay gì đấy, đang gì đấy gọi là kiểu mà cành nó đánh thôi. Ok, lấy nào. Đó. Thì cũng là bởi nếu mà chúng ta cho một chú rồng tốc độ thấp đánh chú rồng kia thì cũng phải đảm bảo là chú rồng tốc độ thấp sẽ có thể trụ được qua gọi là ít nhất là hai turn nha. Đánh xong một cái rồi thêm một đòn đánh nữa để là trụ được ít nhất là một turn. Đấy. Ok, nên ta gọi là muốn trong cái gọi là cơ chế đấu trường này muốn cày luyện cho những rồng level thấp khá là khó các bạn ạ. Tốc độ thấp, đúng rồi, level thấp rất là khó. Trưởng nè, ok, 22k máu. Thế thì chắc là mình phải xin thôi. Speed của mình thấp hơn rồng kia luôn á. Quậy, mình tưởng là cao hơn thấp tới đáng thương luôn các bạn ạ. Đó, rồi sẽ bị chú rồng đánh hai lần đó. Một lần. Đánh có một lần thôi, tại vì mình hạ gục được chú rồng kia là cái cơ chế reset lại, đúng rồi. Bây giờ mình chỉ cần cho chú rồng có speed cao hơn là chú rồng này được đánh hai lần. Ok, nhưng mà mình sẽ test thử là xem mình đánh xong một lần rồi có được đánh thêm một turn nữa nha các bạn. Kiểu như là cái turn gọi là cái turn thứ ba đi, cái turn thứ ba đánh xong rồng này rồi được đánh thêm chú rồng này nữa mà không biết là có được thêm một cái turn nữa không á. Lên nào, ok, rồi mình sẽ giả vờ đánh yếu nha. Đánh yếu thôi, đừng, đó. Rồi, không được thêm một tên nha, không có được thêm một tên. Vậy thì chỉ tính là đánh xong một chú rồng là xem như cái tích lũy tốc độ chúng ta là tiêu sạch. Kiểu vậy đi, chúng ta gọi là nghĩ cứ nghĩ như vậy để cho nó dễ các bạn ạ. Ok, chúng ta sẽ các bạn sẽ thấy được cái khả năng gọi là giải thích của mình. Cái khả năng mình sâu chuỗi lại cái combo cơ bản và combo nâng cao của gọi là Speed. Wow, rất là bất ngờ và rất là thú vị luôn các bạn. Ok, ta sẽ lấy phá một cái kiên trước nè. Ok, sao mà đội hình bên kia nhìn đánh cái gì? Ôi, hai chú rồng này mình năm sau là có khi là chúng ta... Ôi, gì đấy anh ơi. Xài skill gọi là đặc biệt với chúng tôi. Skill đặc biệt với chúng tôi. No survivor nè. Ui, sời ơi. Hấp huyết luôn á. Ngon thì chờ thêm tên hấp huyết lại xem. Ok, đó, đánh như này thì chắc mấy chú rồng bên sau là hết đường các bạn ạ. Ôi, mạnh quá. Chú rồng tiêu phu mạnh quá. Giờ là cho chú rồng này ra. Kiểu giật cho chú rồng bên đây đứt đường luôn các bạn ạ. Giật nào, giật đi. Đó, giật được không? Đó, đứt đường luôn. Nhưng mà hồi sinh được thêm một chú rồng các bạn ạ. Ui giấy. Chắc đánh hai lần đó. Tại vì mình cho một chú rồng thấp cái tốc độ hơn ra đánh mà không bay màu được chú rồng bên kia, tại rồng kia đánh hai lần vậy thôi chứ hãy trả giá đi, trả giá nè. Rồi chúng ta thì được đánh hai lần là do xét về cái tốc độ bên đây nha các bạn, nghĩa là như vậy chứ gặp tốc độ cao hơn chúng ta đâu được đánh tiếp đâu. Đó, ok, rồi tất cả cái cơ chế rồi gì đó đang gọi là dần được sáng tỏ nha các bạn. Nhưng mà cái cơ chế nâng cao là mình chỉ nghĩ là có thể là trong cái thời điểm hiện tại thôi, có khả năng là cơ chế nâng cao sau này sẽ không còn nha các bạn, cho nên là mình sẽ xếp nó thành cơ chế nâng cao vì cái cơ chế cơ bản là những gì mà cái xe buýt nó gọi là mang lại chúng ta gọi là suy nghĩ nó hợp lý rồi, có cơ chế nâng cao là mình thấy chưa hợp lý lắm các bạn ạ. Vì Assator nó hai lần kích tên kích gọi là hai lượt đánh thì thế thì chúng ta gọi lại có cái gì đó nó kêu quá các bạn. Ok, và bây giờ là tiết mục mà các bạn đã chờ đợi rất là lâu, mình sẽ giải thích về cái gọi là combo cơ chế của gọi là cái speed này cơ bản và nâng cao nha các bạn. Nhưng về cái phần nâng cao là mình mới phát hiện ra, nói chung là không phải phát hiện ra nữa mà kiểu gọi là mình mới kiểm nghiệm lại. Mình tìm một đối thủ bình thường thôi được không? Ok, đối thủ này đi. Yo. Rồi, và cái combo cơ bản là như thế này nha các bạn. Về cái nội dung cơ bản về Speed, điều đầu tiên các bạn thấy là về xếp hạng của những chú rồng trong Speed.
cái vấn đề mà về điểm speed của những cái rồng được gọi là gia tăng bằng việc là lên rank, lên cấp, và sau này nếu có gắn bơ vào thì cái này là thuộc về cái phần hậu cần chuẩn bị rồi nha. Cái này thì có lẽ là mọi người sẽ biết là với những chú rồng khác nhau thì có những cái lượng speed khác nhau. Tuy nhiên thì đối với lại chú rồng Hellrich thì sẽ có cái lượng tốc độ bị bóp hơn so với lại chú rồng Legend. Legend thì cách 9 và cách 10 thì đôi khi cách 9 có khả năng là speed, có nhiều chú rồng speed cao hơn chú rồng cách 10 luôn, vẫn có nha các bạn. Cách 10 thì trong cách 10 cũng có xếp gọi là chú rồng này cao, chú rồng này thấp. Đấy, thì cái đấy là về phần bên ngoài. Còn bây giờ chúng ta tính đến cái cơ chế đánh nha. Tính đến cơ chế đánh nha các bạn. Ok, thì đầu tiên các bạn mới vào ván, các bạn sẽ thấy ngay cho mình là một cái cơ chế là tính xếp hạng của cái tốc độ nha các bạn. Thì đây, nếu như mình nói là các bạn thấy những cái chấm xanh này, chấm xanh đại diện cho việc là chúng ta có cái tốc độ cao đang hướng đi lên, còn chấm đỏ là chúng ta có tốc độ thấp đang đi xuống, mà càng đi xuống thì tốc độ càng thấp, còn chấm xanh là càng đi lên là tốc độ càng cao. Thì nếu như chúng ta có gọi là một cái trong một trận đánh có 6 chu rồng thì chúng ta sẽ có một chu rồng là cao cái gọi speed nhất sẽ được xếp là tốc độ speed có 3 cái dấu gạch này, 1 2 3 này các bạn. Đấy, và thứ nhì thì sẽ là chu rồng có 2 gạch. Đấy, 2 gạch xanh này là thứ nhì nè. Thứ ba sẽ là có 1 gạch đó. Còn thứ tư thì sao? Thứ tư thì bắt đầu là tính ở cái hạng là màu đỏ đi xuống, thì một màu đỏ sẽ tượng trưng cho gọi là thứ tư, hai màu đỏ sẽ là thứ năm, và ba màu đỏ có nghĩa là cái xuống thấp nhất đấy các bạn thì sẽ là thứ sáu. Đấy, thì bây giờ nếu như các bạn muốn biết được cái tốc độ của đội hình của mình trong một đội hình thôi thì nó sẽ như thế nào, thì bây giờ mình sẽ tính riêng cho một đội hình nha. Giờ mình tính chung trước đi. Nãy là mình đã tính chung là tốc độ của những chú rồng, các bạn đã thấy xếp hạng từ hạng 1 tới hạng 6 đấy. Bây giờ mình chia ra nha, đội hình của mình là bây giờ mình vẫn tính cái chấm màu xanh trước, là xem là đội hình mình có chú rồng nào chấm xanh không. Có rồi, chấm xanh thì chấm nào gọi là nhiều nhất, thì chú rồng này có 3 chấm xanh nhiều nhất và là xếp hạng thứ nhất trong đội hình của mình. Rồi tiếp tục, có chấm xanh không? Có 1 chấm xanh. Rồi có 2 chấm xanh không? Không có. Vậy thì chấm xanh này sẽ là cái xếp hạng cao thứ hai, còn lại là chú rồng xếp hạng thứ ba. Đấy, bên đây thì sao? Bên đây chúng ta cũng tính chấm xanh trước, chấm xanh có 1 chấm xanh ở đây, còn không có chấm xanh nào hết nữa, thì chú rồng này cao nhất bên đội hình bên kia. Đấy, còn bây giờ là tính tới gọi là chấm đỏ. Chấm đỏ thì ở đây có một chú rồng gọi là chấm đỏ nào mà kiểu là ít chấm ấy, thì nó sẽ xếp hạng tiếp theo. Đó, thì đây là có 2 chấm đỏ nè, còn đây 3 chấm đỏ nè. Thì 2 với 3 là 3 nhiều hơn, mà chấm đỏ càng nhiều là tốc độ càng thấp, cho nên là 2 chấm này nó sẽ xếp hạng thứ 2 trong đội hình bên đây, và 3 chấm thì sẽ xếp hạng cuối của đội hình bên đây. Đấy là cái cơ bản đầu tiên nha. Rồi về cái cơ bản thứ hai là chú rồng nào có lượng speed cao thì được đánh trước. Đấy, như là mình có lượng speed cao chú rồng này, mình được đánh trước. Đấy, mình sẽ đánh trước nha. Ok. Đấy, và chú rồng bên kia cũng sẽ đánh gọi giống mình. Trường hợp hai chú rồng có cái lượng speed bằng nhau thì sẽ random, giống như random cơ chế, có thể chú rồng bên kia đánh trước, có thể là mình đánh trước. Đấy, ok. Và khi chúng ta gọi là đánh bại được một chú rồng đó, một chú rồng gọi là mang cái lượng speed bên kia, đấy, mình sẽ đánh bại chú rồng đó nha. Ok, đấy, mình sẽ cho chú rồng bên kia thêm, cái này là điều thứ hai nha các bạn. Ok, đánh một chú rồng gọi là bên kia thì chúng ta được gọi là reset lại cái vòng này, là chúng ta tiếp tục so sánh là xem cái speed của mình với speed của chú rồng tiếp theo, chú rồng nào gọi là cao hơn thì được đánh tiếp. Có nghĩa là cho dù mình đánh xong chú rồng bên kia đã đánh bay màu rồi, mà mình tiếp tục có một chú rồng ra mà chú rồng đó thấp speed trên mình sẽ được đánh tiếp thêm một đòn nữa. Đó là cái gọi là điều, cái này mình cho là điều thứ ba đi. Điều thứ ba nha. Đấy, thì cứ sau mỗi vòng chúng ta lại được tính lại cái điểm này. Thì cũng tương tự như vậy, nếu như chú rồng bên kia đánh mình bay màu mà mình cho một chú rồng nào đó có lượng speed thấp hơn vào trong sân thì chúng ta sẽ bị chú rồng bên kia đánh tiếp. Tại vì mình có lượng speed thấp hơn mà mình gọi là để vào để thế cho chú rồng gọi là vừa mới bị bay màu, thì cái round nó bắt đầu tính lại và chúng ta bị bên kia đánh vào. Đó, cái điều này nói chung là ba cái điều này các bạn chắc là cũng đã nắm được phải không? Cái này là nó khá là dễ hiểu thôi các bạn. Nó khá là dễ hiểu. Ba điều, thứ nhất là xem xếp hạng được trong gọi là của team mình, team bên gọi là đội bên kia và cho cả cái ván đấu 6 chú rồng. Thứ hai là chú rồng nào có cái lượng speed cao thì đánh trước. Thứ ba là chúng ta gọi là cứ mỗi lần mà xong một cái một chú rồng bị bay màu đấy thì bắt đầu là tính thêm cái reset lại cái round để tính xem là chú rồng nào có lượng speed cao để đánh trước. Cũng tương tự với bên mình và tương tự với bên kia cũng giống như vậy, nên mình sẽ chịu khó chọn những chú rồng có lượng speed cao để mà đỡ những cái lượt bị chú rồng bên kia đánh trước nha.
Đó là về cái cơ bản, combo cơ bản. Còn bây giờ sẽ đến vào lại combo nâng cao. Combo nâng cao thì có hai cái nâng cao ở đây mà các bạn cần lưu ý. Cái thứ nhất là chúng ta có việc là kích, việc là đánh Assaton hai lần nha các bạn. Đây thì trường hợp đó nó sẽ là như thế này. Khi một chú rồng bên kia có lượng xe bích, đấy, nói chung là thấp hơn bên mình hay gì đấy chúng ta không gọi là kể đến, mà bị một chú rồng bên mình là một chú rồng có lượng tốc độ thấp hơn tốc độ của chú rồng bên kia. Bên mình thì chú rồng nào cũng cao hơn cho nên là mình không có mô tả được, nhưng mà đầu video mình đã mô tả nó cho các bạn. Đấy, thì khi đấy nếu như chúng ta gọi là đánh vào cái chú rồng đó mà phải đánh cho bay màu nha. Có hai trường hợp, một là trường hợp đánh cho bay màu và hai là trường hợp mà chúng ta gọi là đánh chưa bay màu, thì nó sẽ rẽ ra hai nhánh nha các bạn. Thứ nhất là trường hợp chúng ta đánh bay màu chú rồng bên kia. Đó, bay màu chú rồng này. Ok, giờ là chưa bay các bạn ạ. Ok, là lại cứ giả sử nha, là bay màu chú rồng bên kia. Đó, đánh bay màu chú rồng bên kia. Thì khi mà một chú rồng, gọi là một chú rồng mà kiểu như là tiếp theo đi ra đấy các bạn, tiếp theo đi ra mà có cái lượng sở bích cao hơn chú rồng bên mình. Ờ, đây thì chắc là mình sẽ nói là cao hơn chú rồng bên mình này đó. Cao hơn chú rồng bên mình nha, thì chú rồng đây sẽ được đánh mình hai phát. Đấy, khi mà mình bị đánh hai phát thì mình sẽ nhanh trí nha các bạn, chuyển sang chú rồng có lượng sẽ bích cao hơn chú rồng của đối thủ để mình được đánh hai phát giống như đối thủ. Đấy, gọi là chúng ta có một cái cơ chế nâng cao, đó là kích về cái lượng Assaton nha. Còn trường hợp thứ hai là trường hợp mà chú rồng của mình đánh chú rồng bên kia mà không bay màu, mà trường hợp là chú rồng bên kia có sẽ bích cao hơn chú rồng bên mình nha, thì chú rồng bên kia cũng sẽ được đánh mình hai phát. Đấy, đánh mình hai phát. Thì bây giờ mình muốn gỡ lại thì mình phải cho một chú rồng có lượng sẽ bích cao hơn chú rồng bên kia giống như hồi đầu ấy đánh lại thì mình mới được đánh hai phát nha. Nhưng cái cơ chế nâng cao này nó sẽ gặp một cái sự cố trường hợp như thế này, đó là nếu như các bạn trong cái lượt đánh các bạn đang tính là đánh hai phát nha, nhưng mà nếu như chỉ với một phát các bạn đã đánh bay màu chú rồng bên kia rồi, thì cái cơ chế nó sẽ được reset lại từ đầu để mà giống như là cho đối thủ vào rồi cao hơn thì đánh tiếp, thì vô tình chung chúng ta bị lỗ mất một tên nha các bạn. Đấy, nên là chúng ta hãy lưu ý điều này. Đấy, thì đó là về cái combo nâng cao nha, combo nâng cao hai nhánh luôn. Và trường hợp rằng cái này để mà an toàn á, thì kiểu là chú rồng mình có lượng tốc độ thấp đi mà đánh chú rồng bên kia mà chú rồng mình vẫn cao bên kia á, thì do dù mình đánh không bay màu á thì chú rồng bên kia cũng sẽ không có thể đánh mình hai tên được. Đấy, chỉ quan trọng là mình đánh xong rồng bên kia bay màu thì chú rồng tiếp theo nha phải cao hơn cái lượng xe bích của mình thì mới đánh mình hai tên được, và lúc đó mình mới kích cho hai lượt đánh của chú rồng cao cái xe bích hơn được. Đấy, thì cái cơ chế combo nâng cao sẽ như vậy. Với hai combo này thì mình nghĩ là gần như chúng ta đã giải mã hết khoảng tầm một cái gì đấy gọi là 90% về cái cơ chế xe bích này rồi nha các bạn. Còn 10% còn lại là cơ chế gọi là ẩn, gọi là ẩn nữa, hoặc là cơ chế lỗi hay gì đấy, hoặc là cơ chế nằm thuộc về bên trong gọi là cái rescue này chưa khám phá hết, thì nó sẽ nằm thuộc về đó nha. Còn các bạn nắm đầy đủ gọi là hai combo này là các bạn đã gọi là ok number one rồi các bạn ạ. Ok, và có lẽ là video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy video mình hay bổ ích thì các bạn gọi là để cho mình một like và đăng ký kênh nhé. Đấy, rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.